Chào cả nhà đến với kênh của mình nha. Thì trong video này á, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cả nhà mình vẽ, thực hành vẽ cát ha. Thì trong chi tiết hôm nay mình sẽ vẽ, đó là chi tiết mình đặt tên là trục đỏ nha cả nhà. Thì đây là một chi tiết vật liệu bằng sắt ha, dùng có chức năng là đỡ các chi tiết khác. Thì đầu tiên mình quan sát chi tiết nè. Đó, chi tiết tổng thể của mình đầu tiên ở dài là 836, đơn vị đây là mm nha cả mọi người. Thì đây là 836 rồi. Ở đây thì nó có một cái đầu ren ha. Ở đây thì ở cái đầu này có đầu con này thì nó có một cái nó có một cái mũi taro, có một đầu taro 12 và ở phần giữa nào khi 74. Rồi, bây giờ mình tiến hành vẽ nha mọi người. Thì mình sẽ vẽ một cái đường ngang ở đây để phân ra. Rồi, đầu tiên quan sát. Ở đây mình có một cái chi tiết là có một kích thước là 31 nè, cái kích thước là 54. Thì mình sẽ thực hiện cái lệnh rectangle nè. Rectangle ha. Đầu tiên mình vẽ chân khúc nè, đây là rectangle. Rồi, đây là 31. Rồi, cái kia là 54. Xong mình được một đoạn thứ nhất ha. Rồi, quan sát tiếp cái đoạn thứ hai nè. Đây, mình có một cái ở đây là 86, mà ở đây mình có 31, rồi mình trừ ra thì còn 55 ha. 55, và ở đây vẫn là 54. Vậy mình vẽ tiếp một cái rectangle nữa nè. Rectangle nữa mình có là 55, kia là 55, và kia là 54. Rồi mình được đoạn nữa ha, mình mua cái đoạn này vào trong đây. Rồi, quan sát tiếp tới chi tiết này. Mình đây có chiều dài 35 nè, và cái phi của nó là 70. Thì mình sẽ hiện tiếp một lệnh rectangle nữa ha. Mình giờ tiếp tục lệnh draw nè, mình giờ có rectangle nè. Rồi ở đây mình vẽ là 35 ha, kéo ra chiều dài 35 nè, và cái đường kính là 70 nè. Rồi mình được một rectangle, mình thực hiện cái lệnh move ha, move rectangle vào trong đây, vào cái tâm này. Rồi, rồi mình được cái khúc này rồi ha. Ở đây mình có một cái đoạn là dài 500 và cái phi là 74, thì mình lại tiếp tục thực hiện một lệnh rectangle nữa. Đây, rồi mình kéo ra nè, chọn dimension, chọn 500, 74. Rồi mình tiếp tục hiện cái lệnh move ha, mình chọn cái tâm của cái rectangle này nè. Đó. Rồi move vào cái tâm này. Ok. Rồi chúng ta được một khúc. Rồi các bạn, nếu mà ai mà chưa biết cái lệnh bắt điểm thì mọi người giật lệnh dodo nap ha. Dodo nap. Enter một cái. Enter thì nó thực hiện xuất hiện một cái giao diện ha. Ở đây mình chọn select all hết luôn nè, mà chọn cái up ở cái mục F3 này. Rồi, ok. Rồi tiếp theo ở đây mình quan sát thấy là có đây có cái phi 70. Ở đây là 215 và 160, thì cái đoạn chúng ta trừ ra thì chúng ta có được là chúng ta được là 55 ha. Ta được một cái đoạn là 55. Đoạn này 55 nè. Ok, 55, đoạn 55 ha. Rồi, ta tiếp tục thực hiện một cái lệnh rectangle. Ở đây thì mình rectangle chiều dài của mình là 55 nè. Và cái phi là 70. Rồi, mình tiếp tục thực hiện cái lệnh move nè, move tâm của cái rectangle này và tâm của rectangle này ha. Rồi ở đây mình có một cái chiều dài 160 và cái đoạn này chỉ có 50 thôi đầu con. Thì đầu tiên mình vẽ một cái lệnh line trước. Một line kéo dài ra nè. Mình có 160. Rồi mình được tiếp tục hiện một cái lệnh line nữa ha. Một cái chiều dài 50 nè. Rồi mình mua cái tâm của cái đường thẳng này. Vào đây.
Rồi sau đó mình tiếp tục chuyện cái line nè, mình nói cho cái điểm này nè. Vào đây. Rồi một bên tay nói vào trong đây. Đó, vậy là mình ra được một cái đầu con ha. Thì mình nhìn cơ bản là mình thấy cái chi tiết mình gần giống rồi đó. Rồi sau đó mình kiểm tra kích thước và dễ bổ sung những cái chi tiết khác. Rồi đây có một cái đường tâm này, do chi tiết mình là trục tròn xoay ha. Mà nó có một cái đường tâm ở giữa, thì mình kéo thì cái mút này qua đây luôn, chạm cái mút bên đây. Thì cái đường tâm mình thể hiện á, trong như mình dễ thì mình thể hiện mà cái nét chấm gạch ha. Rồi. Và thường là nó là chọn màu đỏ để nó phân biệt đường tâm và đường chi tiết. Ở đây mình có tiếp tục, ở đây có cái tay rôi màu 12 và chiều dài 40. Thì để tay rôi màu 12 thì mình sao làm sao? Tay rôi màu 12 thì mình cứ khoan ở 10.5 ha. 10.5. Ở đây thì có là 10.40. Rồi. 40. Cho mình kiểm tra phải đầu ngày 40 không? Rồi 40. Thì bây giờ mình sử dụng là hợp Z nè. Hợp Z thì 10.5 thì là 5.25. Sau khi khoan lỗ 10.5 mình ta rôi 12 ngơi thì hợp Z tiếp là lỗ là 6 nghi nè. Hợp Z đây tiếp. Rồi. Mình tiếp tục hiện cái lệnh line nè. Ngay nói hai cái điểm mình lại. Rồi. Và một cái đường con ở đây, đường con này thể hiện được cái đầu cái mũi khoan á của mình, cái khoan của mình nó có mũi nhọn. Rồi sẽ chụp mình thực hiện cái mirror nè, mà mirror hiện là mình đã có được một cái lỗ tơ rôi mà 12 ở vị trí này. Rồi mình trở lại bên đây, thì ở vị trí này chúng ta có ký hiệu ren nè, mà 54 nhân bước 2 thì đây là và cái cảnh giác của nó. Rồi thì bước 2 thì mình sẽ vẽ sau. Rồi mình sẽ cho object nè, object 2 ly. À, ở đây còn là một rectangle ha, mình để phá khối nó ra. Phá khối ra thì chúng ta sử dụng cái lệnh explore nè. Mình thường hẹn gõ cái phím EX ha. Explore. Phá khối nó trường này ra. Rồi sau mình thực hiện cái lệnh offset nè, offset 2 ly ha. Rồi trên đây. Rồi. Ok. Rồi ở đây mình có thấy đối tượng của mình có giá cạnh nè. Giá cạnh thì mình nghĩ tới việc thực hiện cái lệnh chamfer nha, giá cạnh ở đây nữa nè. Ở đây. Thì đây mình áp dụng cái lệnh chamfer đi. Chamfer thì mình vào modify nè, mình thực hiện lệnh chamfer nè. Cái chuột phải mình chọn dưới tâm. Rồi chamfer 2 đi. Cạnh dưới là 2, cạnh thứ 2 cũng là 2. Thì mình select ở đây. À nó ở đây một cạnh. Mình thực hiện cái lệnh rectangle cái nữa ha. Ủa, chạm phơ cái nữa. Rồi, ở đâu nữa đây? Ở vị trí này. Rồi, cái này mình làm cái gần đó, mình chạm phơ một lần nữa. Rồi, giờ chúng ta vừa chạm phơ được hai cái vị trí. Ở đây nó có một cái rãnh than. Rãnh than là chiều dài 47 và nó cắt từ cái mặt đầu tiên này là 34. Nhưng mà để mình đo thử cái rãnh than này bao nhiêu rồi. Than là than 12. Rồi, vậy là mình tiếp tục thực hiện ha. Ở đây nè, mình có 47 nè, 12. Thực hiện một cái lệnh rectangle nè. Rồi, rectangle. Thì mình kéo ra. Chiều dài là 47 nè. Rộng là 12. Rồi. Nó cắt cái đoạn nè, 34. 34 thì mình có thể là mình sẽ có cái cách thứ nhất á, là mình sẽ vẽ được một cái đường line nè. Xác định cái vị trí. Đây là 34. Rồi, mình sẽ move vào đây. Mình move cái rectangle vừa vẽ nè. Ngay tâm ha, ngay tâm của rectangle vào cái vị trí này. Và mình có được cái rãnh than. Rồi cái đường này mình vẽ để mình xác định vị trí thì giờ mình xóa bỏ đi ha. Rồi, mình thấy cái rectangle của mình ở cái than của mình là nó có bo cung. Bo cung ha. Thì mình sẽ nghĩ đến việc cái lệnh fillet nè. Ta dùng modify nè. Chọn cái lệnh fillet. Ở đây nói 12 phải không? Thì giờ chúng ta sẽ fillet là bán kính là 6 thì đường kính sang 12. Rồi ở đây cái nữa ha. Đây. Rồi vậy là chúng ta cơ bản hoàn thành rồi nè. Cơ bản thành. Rồi ở đây thì chúng ta có ký hiệu độ nhám nè. Và nhám bề mặt, những vị trí nào chúng ta cần độ nhám bề mặt thì mình sẽ
ký hiệu ngân. Đấy, mình biết cái giá trị của đoạn nhám thì mình ký hiệu ngân để cho khi gia công thì mình có thể nhìn vào cái đoạn nhám đó để cái người gia công mình có thể gia công kỹ vị trí đó hơn, hoặc là chúng ta có những yêu cầu đặc biệt. Rồi giờ mình tiến hành cái kích thước nha mọi người. Thì ở đây mấy kích thước, rồi mấy kích thước ở đây là, rồi mình vào cái dimension nè, chọn phần linear, rồi lấy kích thước cạnh này ở đây, rồi 31, rồi mình mua cái đối tượng này xuống 31, rồi ở cái vị trí này nè 86 ha, 86 là từ cái mặt ngoài nữa và tới cái gòng cạnh này 86, rồi 86 cái đoạn này 35 và cái đoạn dài là 500. Rồi mình tiếp tục vào phần dimension, chọn linear, lấy chọn cái điểm mút này và cái điểm mút này là 35. Rồi ở đây mình chọn từ mút này đến mút này là 500 ha. Rồi 500. Rồi mấy cái đoạn này là 215, mà từ cái mút này đến mút này và cái đoạn từ cái đầu con của nó, chiều dài đoạn con của nó 160, thì mình sẽ tiếp tục với kích thước ở đây là 215 và cái chiều dài đoạn con của nó thì đoạn con của nó là 160. Rồi cái này mình kéo cao hơn tí xíu. Rồi 160. Rồi sau đó mình tiến hành lấy mấy cái phi. Rồi cái phi đây mình có ký hiệu là ren hệ mét là 54, phi 54 mà bước 2, thì mình vẫn lấy kích thước bình thường. Rồi mình lấy kích thước là kiểm đầu ở đây thì múc ở đây nè ra 54. Rồi, sau đó mình tiến hành hiệu chỉnh nè, ED nè, nó chiều trong đây. Rồi mình ghi thêm ký hiệu M 54 ha. Rồi chúng ta nhân cho bước 2, cái ren hệ mét cái bước là 2 ly. Rồi chiều dài mình lấy tiếp tục lấy chiều dài của cái khoảng cách của cái thẻ thang, mình lấy đồng mút này lấy cái cạnh này 34. Rồi mình lấy chiều dài của cái cô thẻ thang ở đây là 47. Rồi sau đó mình lấy tiếp tục lấy cái phi 70 nè, phi 70 là cái đường kính nè, đường kính 70. Rồi lấy ở đây, đây 70 ha. Ở đây là phi nên mình sẽ edit vô nè, mình hiệu chỉnh nó, mình hiệu cái hiệu phi ở đây. Mới chờ cái symbol nè, mình chọn diameter, cái phi. Rồi mình chọn phi 70. Ở đây là phi 74, mình tiếp tục với cái thước ở đây. Điểm này 74, mình tiếp tục là ED. Rồi hiệu chỉnh, tiến hành hiệu chỉnh cái thước của nó. Rồi mình giờ symbol nè, chọn cái diameter. Thêm cái hiệu phi ngoài trước nè, ra 74. Ở đây là tiếp tục là phi 70. Thì mình sẽ tiếp tục lấy cái chiều dài nó, riêng cái chiều dài nó trước, sau đó bằng hiệu chỉnh nó, bổ sung thêm cái hiệu phi ngoài trước. Ở đây là 70 ha. Rồi symbol nè, diameter nè, chọn cái diameter 70. Ok, mà xong. Rồi sau đó mình lấy cái hiệu cái độ con nè, bao nhiêu độ thì mình đầu dimension nè, ký hiệu vào cái phần này angular nè. Rồi là mình lấy cái cạnh thứ nhất nè, cái cạnh thứ hai kéo ra là được 7 độ. Rồi mình lấy cái chiều dài của cái ta mũi cái đầu taro. Đầu taro thì mình lấy đầu dài ở đây, cái chiều đây, cái chiều cạnh này là 40. Và cái taro máy thì mình chờ cạnh này 12 ha, 12 mình phải hiệu chỉnh lại. Rồi edit nó. Rồi khi edit nó thì mình thêm là chữ M hồi trước là thấy M 12. Rồi cái phi này là 50, thì mình tiếp tục với cái thước tiếp. Phi này là 50. Rồi mình kéo ở đây 50 này mình edit tiếp nè. Edit tiếp thì là mình thêm cái hiệu diameter vô. Rồi mình kéo cái này nó bị cắt nè, kéo sức qua để cắt chữ số. Rồi mình nhìn tổng quan lại ha. Ok, mình nhìn tổng quan lại.
Rồi mình nhìn tổng quan lại cái chi tiết của mình rồi. Thì cơ bản mình lấy được hầu hết các kích thước rồi. À còn kích thước tổng. Kích tổng của chi tiết. Mình bắt từ cái điểm đầu đến điểm mút này của chi tiết. Rồi mình move cái này xuống đi. Rồi mình điều chỉnh kích thước này lại cho nó phù hợp vừa tầm ha. Rồi giờ mình quan sát lại hai chi tiết của mình này. Về kích thước và ký hiệu thì cơ bản là ổn hết rồi. Rồi giờ mình đã hoàn thành được cái vẽ chi tiết trục tở. Thì mong rằng thông qua video thì mọi người có thể tập thực hành và làm quen với cái mâm vẽ két ha. Chúc mọi người thành công. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha.